Chào các bạn, mình là một người cũng bị loạn chi. Mình hiện tại là mình đã đi chân giả được khoảng rất là thời gian rất là lâu rồi. Mình có chia sẻ một số những cái kinh nghiệm mà những người bước chân đi chân giả lần đầu tiên có thể là những cái bước đầu tiên nó rất là bỡ ngỡ với những người chưa bao giờ có cái chân giả để đi như mình. Mình sẽ hướng dẫn một vài cái động tác mà nhiều người sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình tập với chân giả. Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đối với những người đi chân giả trên gối để đi lên một cái dốc. Đấy, nếu mà mình không biết cách nó sẽ gây cho mình rất khó khăn và có thể là gây ngã. Thứ nhất là khi mình bước tới chân giả lên dốc thì mình sẽ phải bước ngắn lại để tránh làm sao khi mình có thể vượt qua được cái đỉnh dốc là mình tiếp tục bước lên bước cao. Còn nếu mà mình không đi đúng cách thì nó sẽ gây cho mình ngã ngửa ra phía sau. Ví dụ nó sẽ đẩy như này. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về cái việc mà những người mới lên lắp chân thì những nỗi sợ hãi, ví dụ như là xuống dốc. Đấy, thứ nhất là mình có thể bước chân giả và ghì mỏng cột ra phía sau để chống khuỷu gối. Đấy, cách lên bậc thứ nhất là chúng ta sẽ phải chân lành lên trước, xong kéo chân giả, tiếp tục chân lành. Đấy, cứ thế. Còn đối với những cái chân giả hiện đại, bây giờ kỹ thuật nó tiên tiến rất là nhiều. Chân giả hiện đại, ví dụ như chân giả điện tử, chúng ta có thể bước hai chân lành, chân giả, chân lành và lên cũng giống như người bình thường. Cách xuống cầu thang và lên cầu thang, thứ nhất là đối với những người chân giả trên gối thì chúng ta phải tuân thủ. Thứ nhất là cho bước chân giả xuống trước, sau đấy chân lành, tiếp tục chân giả và chân lành, cứ thế. Còn đối với những người đã đi lâu năm rồi thì người ta có thể bước chân lành, chân giả, chân lành. Nhưng đối với người mới đi, chúng ta phải nhất thiết phải chân giả và chân lành. Với tất cả những cái bạn bắt đầu đã chân giả thì thông thường người ta cũng có những câu hỏi là chân giả có giống chân thật không? Mình hãy nghĩ là nó còn phụ thuộc rất vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là mỏng cột, thứ hai thể trạng, thứ ba là khớp gối. Đấy, nếu mà đạt được những cái đấy thì đối với những người đi chân giả mình khẳng định là có thể không được hoàn toàn như 100%, chúng sẽ được 80-90% bước đi có thể.